Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh tổ chức tổng kết mô hình nuôi cá tràng bầu năm 2023 tại địa phương. Mô hình được triển khai tại hộ ông Đặng Văn Tốt, ngụ ấp Bình Hòa, với diện tích ao nuôi 2.000 m2. Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 50% chi phí con giống, 30% chi phí thức ăn trên đỉnh mức xây dựng mô hình là 15.000 con cá giống, với tổng số tiền trên 28 triệu đồng. Riêng ông Tốt còn mua thêm 18.000 con để thả nuôi cùng. Sau 10 tháng nuôi, ông Tốt thu hoạch được hơn 1.700 kg cá thịt, bán với giá từ 200.000 đồng đến 220.000 đồng một kg, tổng doanh thu hơn 347 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, ông Tốt còn lợi nhuận hơn 105 triệu đồng. Qua đánh giá, hầu hết bà con cho rằng bước đầu mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, đa dạng hóa các loài thủy sản nuôi của địa phương, mở ra hướng đi mới cho người dân để phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập, và đề nghị địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình.